Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban dân vận tỉnh ủy đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp giữa các đơn vị về nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong nhân dân giai đoạn 2022-2025. Tham dự buổi ký kết có ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông Bùi Chí Thành, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Huỳnh Văn Danh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo ký kết phối hợp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Ban dân dân tỉnh ủy cùng thực hiện tuyên truyền phổ biến các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng về chủ trương chính sách liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân, cũng như thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đơn vị còn phối hợp tăng cường theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, định hướng dư luận xã hội và tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy. Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo đối với những vấn đề có tính chất phức tạp nhạy cảm mà dư luận quan tâm. Các đơn vị cũng phối hợp để mạnh biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua dân vận khéo và phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội.